Are you okay? Yeah. You sure? Yeah. Mình sẽ cùng nhau review sữa cơm tươi vui mới. À, các bạn biết không, đã 2 năm rồi là tụi mình chưa có đi nước ngoài luôn á. Do dịch cho nên là tụi mình phải ở nhà. Nếu không là tụi mình đã đi Úc và làm vlog cho các bạn xem rồi. Ủa nhưng mà em vẫn thấy chị ba order được nước ngoài về xài mà. Tại chị ba ghiền được chưa? Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review sữa cơm Louis Vuitton nhập khẩu mới từ Úc. Trời ơi, là sữa cơm tươi vui mới. Tự nhiên nuôi vô tâm. Thông cảm này chị ba đọc dạy cho sang. Điểm đặc biệt á, là chúng mình không có cần đợi order. Sữa cơm tươi vui này á, thì mình chỉ cần ra siêu thị hoặc là các đại lý sữa cơm thì mình sẽ mua được ngay. Ok, câu chuyện là hôm nay tụi mình đi siêu thị và bất ngờ thấy sữa cơm có ra một loại sữa mới với bao bì rất là đẹp. Hey, các bạn xem nè. Sữa có tên là cơm tươi vui, được nhập khẩu 100% nguồn sữa từ Úc. Nên là tụi mình quyết định mua về uống thử và sẵn review với các bạn luôn. Ok, đây là bao bì mới nè các bạn. Rất là bắt mắt ha. Cơ hình chai sữa kịp chú bò siêu cute luôn. Cái này mới hay nè Su. Nguồn sữa 100% từ Úc, sử dụng công nghệ Frozen Fresh là kiểu đóng băng đó. Xong rồi mang về nhà máy cool ở Việt Nam xử lý và đóng gói luôn. Công phu ghê ha. Ừ. Đặc biệt là trên bao bì này có nốt là hoàn toàn không dùng sữa bột nè. Chuẩn 30. Không sử dụng sữa bột, không dùng hormone tăng trưởng cho bò, và không dư lượng thuốc kháng sinh. Ok, và quan trọng vẫn là vị chát, cho nên là bây giờ mình sẽ thử xem là có ngon không nha. Yay. Rồi mở ra thử nè. Ok, mình lắc lên nha mọi người. Và cắm ống hút vô. Ngon quá chị ba ơi. Chị ba cảm nhận được mùi vị của nước ngoài. Mình ham hố thôi các bạn, chứ thật ra là mình thấy cái sữa cơm tươi vui này nó ngon thiệt á. Nó là sữa trắng ha, mới uống vào thì sẽ cảm nhận được cái vị thơm béo béo nữa mà không có bị ngậy á. Em thấy cái kiểu nó ngọt thanh đó chị ba, uống một cái là muốn hấp nữa luôn. Ừ. Hiện thường cảm giác là giống như uống sữa vị vani á các bạn. Mà hồi trước chị ba có đọc ở trên mạng á, những cái sữa này á, mà nếu như mà muốn sữa ngon á, là người ta phải yêu thương cái đàn bò cho sữa lắm luôn á. Chứ nó ghét nó không có cho sữa. Giống Su á, Su mà không có yêu thương chị ba á, là chị ba không có mua đồ ăn cho Su nữa. Nó dạng vậy á, hiểu không? Dễ hiểu không? Này chị ba, bò cho sữa của tôi vui á, là 100% bò chăn thả tự nhiên, với lại được yêu thương cho nên mới có sữa ngon cho mình uống đó. Mà anh thường recommend các bạn là muốn uống cái sữa này ngon hơn thì các bạn hãy bỏ vô tủ lạnh nha. Các bạn yên tâm, đây là sữa nhập khẩu, có giá nội địa rất là hợp túi tiền luôn á. Anh thường nghĩ là các bạn nên thử. Ok, vừa rồi thì tụi mình vừa mới review sữa cơm tươi vui mới. Tụi mình chấm cho cái sữa này 10 điểm. Cho nên là nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy mua uống thử giống tụi mình nha. Các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngon mà tụi mình mới chia sẻ vừa rồi với mọi người. Và các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe cho Song Thư Channel luôn nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you. Mua.